Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những biệt phái và tiến sĩ lực từ các làng mạc xứ Galilea, Judea và Jerusalem đến theo Người. Và Người dùng quyền của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất tội đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất tội trước mặt Người, nhưng không tìm được lối vào vì dân chúng quá đông. Họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất tội xuống giữa cử tòa trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha. Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội? Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy, nói rằng các tội của ngươi đã được tha, hay nói ngươi hãy đứng dậy mà đi đằng nào dễ hơn? Song để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội dưới đất, Người nói với người bất tội rằng: Ta bảo ngươi, hãy trỗi dậy vác giường mà về. Tức thì anh ta trỗi dậy vác giường đi về và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa. Họ kính sợ và nói: Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca vừa trình bày cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu chữa lành cho một người bất tội do nhiều người khiêng. Và trong câu chuyện này, Chúa Giêsu không chỉ chữa cho anh ta khỏi một căn bệnh của thân xác, mà bên cạnh đó Ngài còn chữa cho anh ta một căn bệnh trong tâm hồn: tội của con đã được tha. Và dường như đứng trước lời tha tội này đã làm cho Đức Giêsu lại có những cái lời tranh luận giữa Ngài với những luật sĩ và biệt phái. Bởi vì họ cho rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Thật ra chúng ta cũng nên biết điều này. Đối với những luật sĩ và biệt phái, hay là những người Do Thái vào đời thời Đức Giêsu, thì người ta luôn coi rằng bệnh tình là kết quả của tội lỗi. Cho nên những người nào bệnh hoạn tật nguyền, đó là dấu của tội lỗi mà họ đã làm, cho nên bị Thiên Chúa trừng phạt. Và ngược lại, những ai mạnh khỏe lành lặn, đó là dấu được Thiên Chúa thưởng công bởi vì những điều tốt họ đã làm. Cho nên tôi thiết nghĩ rằng nếu Đức Giêsu chỉ chữa cho anh ta một căn bệnh của thân xác, thì điều đó Chúa Giêsu sẽ không gặp những cái rắc rối với những tranh luận của những luật sĩ và biệt phái. Và khi Chúa chữa cho anh ta hết căn bệnh của thân xác, thì điều đó cũng có nghĩa là anh ta đã bình phục, là một con người đã hết tội rồi. Cho nên như vậy thì Đức Giêsu sẽ không gặp những khó khăn về những tranh luận của những luật sĩ và biệt phái. Thế nhưng ở đây chúng ta cần nên hiểu biết điều này là khi Đức Giêsu rao giảng tin mừng, thì Ngài không chỉ chữa lành cho con người ta những thứ căn bệnh của thân xác rồi dừng lại ở đó mà thôi,
Mà điều quan trọng hơn là Đức Giê-xu muốn cho con người thấy được rằng Ngài chính là Đấng Messiah đã đến trong thế gian để giải thoát cho con người, không phải là giải thoát của những căn bệnh của thân xác, mà giải thoát cho con người khỏi ách tội lỗi ở trong tâm hồn của mình. Cho nên Đức Giê-xu đã cố tình, khi mà người ta đưa một người bệnh nhân xuống trước mặt mình, thì Ngài đã nói tội con đã được tha rồi. Và đứng trước câu nói này đã làm cho Đức Giê-xu gặp những nhiều điều rắc rối với những luật sĩ và biệt phái. Ai có quyền tha tội? Mặc dù là họ chưa thốt nên lời, nhưng Đức Giê-xu hiểu rõ lòng của họ muốn gì và muốn nói ra điều gì. Cho nên đứng trước điều này, Đức Giê-xu muốn cho họ thấy một cách nhãn tiền Thiên Chúa đã đến trong cuộc sống trần gian. Nếu nói tội của con đã được tha rồi thì dường như ai cũng có thể nói được, nhưng mà không có kiểm chứng được, bởi vì những điều này nó diễn ra trong lòng của con người của chúng ta. Cho nên Đức Giê-xu cho họ thấy một cách thực tế Ngài sẽ làm một phép lạ: con hãy đứng dậy vác chổng mà đi về. Để qua những dấu chỉ này thì cho họ nhận biết rằng Thiên Chúa đã đến trong cuộc sống trần gian, Đấng Messiah đang đứng ở giữa họ. Như vậy trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-xu muốn nói với chúng ta những điều này. Trước hết là khi tôi đến với Chúa, không phải là để cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết trong cuộc sống vật chất rồi dừng lại ở đó mà thôi. Bởi vì nhiều người trong cuộc sống, tôi xin điều này, tôi xin điều nọ, tôi xin điều kia, Chúa không ban ơn cho mình, thì dường như người ta đôi lúc lung lay trong đời sống đức tin, giận hờn Thiên Chúa, trách móc Chúa, và đâm ra nhiều khi lạc mất và không còn tin tưởng nữa. Cho nên điều thứ nhất, tôi đến với Chúa không phải vì những điều đem lại lợi ích cho cuộc sống vật chất, mà Chúa muốn mọi người chúng ta phải ý thức rằng Chúa đến để giải thoát cho chúng ta khỏi những điều quan trọng hơn và đem lại lợi ích cho cuộc sống đời đời của mình. Cho nên để đem lại cuộc sống đời đời thì Chúa mời gọi mọi người chúng ta hãy sống như những người đã khiêng người bất tội đến với Chúa. Nghĩa là mặc dù đời sống đức tin gặp những khó khăn thử thách, những khó khăn thử thách ở đây có thể là họ đã vất vả để khiêng người bất tội và khiêng kể cả cái chổng để đem người bất tội nằm trên đó đến với Đức Giê-xu. Rồi khi đến nơi, những người dân chúng quá đông cho nên không thể nào đi vào bên trong được. Họ cũng đã nỗ lực leo lên mái nhà và thòng người bất tội xuống. Tất cả những biểu hiện đó là những nỗ lực, những cố gắng vượt qua những thử thách trong đời sống đức tin. Cho nên Chúa muốn nói với chúng ta rằng đời sống đức tin của mọi người chúng ta cũng vậy. Nhất là trong những lúc này, chúng ta gặp rất nhiều những thử thách trong đời sống đức tin. Tôi không đến nhà thờ được, tôi không thực hiện những điều mà tôi muốn, tôi ao ước như trước đây khi chưa có đại dịch. Nhưng Chúa cũng cho chúng ta bằng những phương tiện này, những phương tiện khác để giúp cho mọi người chúng ta củng cố đức tin và sống đức tin trong cuộc sống thường ngày. Cho nên chúng ta xin Chúa cho mọi người chúng ta hãy luôn biết tận dụng tất cả những hồng ân mà Chúa ban, mặc dù đó là những thử thách trong cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta tin rằng tất cả những thử thách khi mọi người chúng ta nỗ lực vượt qua thì chúng ta sẽ thấy được kết quả của lòng tin. Bằng chứng những con người trong đoạn Tin Mừng hôm nay, họ đã hy sinh vất vả
để khiêng những một người bệnh nhân đến với Đức Giêsu. Và nhờ sự cộng tác hy sinh đó mà họ đã thấy được một người anh em của mình đã được bình phục. Xin Chúa cho mọi người chúng ta cũng vậy. Hãy nỗ lực, hãy sống đức tin và hãy tin tưởng cậy trong phó thác vào Chúa, để nhờ tất cả những biểu hiện trong đời sống hằng ngày, mỗi ngày chúng con cảm nghiệm được lòng tin nơi Chúa nhiều hơn. Amen.